chương một tiểu mỹ nữ mông cong nghe chọn bộ tại mê truyện audio com mọc ở đâu ra nữ nhân dở hơi như thế này trong hoàng sa hạp cốc một mỹ nữ mắc pháp y ngân bạch sắc đang phát ra từng lưỡi phong nhận giao chiến dữ dội với một con thạch vĩ bích tích mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp eo nhỏ xíu mông cũng đúng loại hình mà ngụy tác thích cong chết đi được nhưng hiện giờ gã đang ẩn thân trong một cái hố cách chỗ tiểu mỹ nữ Mông cong và Thạch Vĩ Bích Tích không đầy 50 trượng, trên mình còn phủ một lớp cát vàng thật dày. Chỉ thò cái đầu đội cỏ khô lên, lại giận muốn méo miệng. Thạch Vĩ Bích Tích nhị cấp trung dai yêu thú, hai cái vảy trên lưng lấp lánh ánh huỳnh quang kim loại giá trị ba viên hạ phẩm linh thạch, lớp da bụng đen bóng, mềm lại dai là tài liệu tuyệt vời để làm nội giáp bó sát người giá trị hai viên hạ phẩm linh thạch, cái đuôi đầy vầy có thể cắt đứt huyền thiết giá trị một viên hạ phẩm linh thạch. Tổng cộng là 6 viên hạ phẩm linh thạch. Thạch vĩ bích tích thường hoạt động có đôi, làm tổ tại động huyệt trên vách đá, hành tẩu như bay trên mọi vách đá dựng đứng, vạn nhất không giết được, để nó chạy vào động huyệt thì đừng mơ bắt được nữa ngụy tác canh chừng ở đây hai ngày liên sau cùng cũng đợi được con thạch vĩ bích tích đi một mình hơn nữa còn cách xa vách đá sắp thấy sáu viên hạ phẩm linh thạch lấp lánh trong túi nhưng lúc gã chuẩn bị động thủ thì không hiểu mọc đâu ra một ngân sam mỹ nữ hưng phấn vô cùng kêu to ha ha may mắn thật một con nhị cấp yêu thú song là cả ngụy tác mai phục trong cái hố gần đó cũng không phát hiện được lao vào động thủ với thạch vĩ bích tích tu vi của Mỹ nữ xem ra đã đạt đến thần hải cảnh tứ trọng, cao hơn ngụy tác chẵn hai tầng, ngân bạch sắc pháp y trên mình rõ ràng luyện chế từ ngân tàm ti, theo từng hàng hoa văn, giá trị không nhỏ. Phong nhận đang phát ra đều sáng loáng, còn chứa cả băng hàn khí tức dáng chan chát vào mình thạch vĩ bích tích khiến nó chấn động, vẩy trên lưng liên tục bắn ra từng mặt băng. Xem ra rất có phong phạm cao thủ, chiếm hết thượng phong nhưng với ngụy tác thì mỹ nữ này có vẻ ngoài và trí óc hoàn toàn tương phản lúc đó mà kéo bất kỳ ai đi ngang qua hoàng sa hạp cốc lại hỏi đều biết điểm yếu hại nhất của thạch vĩ bích tích là ở cổ nhưng mỹ nữ này phát ra phong nhận lại nhắm vào hậu giáp của thạch vĩ bích tích nếu hai khối hậu giáp dễ dàng bị đánh vỡ như vậy thì làm sao còn giá trị tới ba viên hạ phẩm linh thạch Tu sĩ bình thường dùng mông mà suy nghĩ cũng biết nên vừa đánh vừa lùi, cố gắng kéo giãn cự ly với thạch vĩ bích tích nhưng ngân sa mỹ nữ lại đứng im một chỗ mà phát ra phong nhận. Khiến ngụy tắc bó tay nhất là mỗi lần phát ra, nàng ta còn kêu lên lảnh lót, băng phong nhận. Trời cao đất dày ơi, cô tưởng mình đang diễn kịch hả? quá hiển nhiên, mỹ nữ này là con cháu thế gia chưa từng biết mùi vất vả, có tu vi thần hải cảnh tứ trọng liền cho rằng dễ dàng hạ được nhị cấp yêu thú. Dù là một con lợn nằm dưới đất mà cứ vung dao đâm vào móng nó, đâm nửa ngày đến kiệt sức thì cũng không chết được. Cô tưởng chân khí của mình không bao giờ cạn, cũng mênh mông như biên chắc. Quả nhiên, giống hệt ngụy tác tưởng tượng, chỉ một chốc sau, mỹ nữ bắt đầu nhợt nhạt mặt mày, móc ra hai bình hồi khí tán dốc vào miệng. Chát, lúc uống bình hồi khí tán thứ hai, mỹ nữ phóng phong nhận chậm một chút, thạch vĩ bích tích cự cách nàng ta quá gần, nó không hề khách khí quật một đôi đến. Tuy thiếu chút nữa mới trúng nhưng mỹ nữ cũng giật mình, sắc mặt trắng lợt. Cơ hội là đây lúc đó thạch vĩ bích tích xoay lưng lại chỗ ngụy tác mai phục bùng một tiếng gã nhảy lên khỏi đám cát vàng mịt mờ một luồng cương phong dáng vào nền cát cạnh thạch vĩ bích tích hất nó lăn ra đồng thời tay ngụy tác ảo hóa một lưỡi thanh sắc thủy nhận chém vào cổ thạch vĩ bích tích ầm nhưng gã không ngờ là khi thanh sắc thủy nhận sắp đánh chúng thạch vĩ bích tích một luồng lửa đột nhiên đập vào mình nó hất nó văng ngang Ngụy Tác giật mình lăn xuống đất mới không bị hỏa diễm tỏa đi chạm vào mình. Hỏa cầu phù, người định làm gì hả? Ngụy Tác không nén được nữa, nhảy vọt lên kêu to. Vốn thạch vĩ bích tích dù không chết cũng tàn phế, không còn uy hiếp được gì nữa. Nhưng nữ nhân dở hơi không biết mọc ở đâu ra này lại phát hỏa cầu phù vào đúng lúc đó. Coi như cầm chắc thạch vĩ bích tích rồi, dùng một đạo pháp phù uy lực như thế để làm gì? ngụy tác liếc quá, thạch vĩ bích tích rớt xuống đất, tuy thân thể bị thiêu cháy đen hơn nữa nhưng không trúng nơi yếu hại nên chỉ thụ thương, không bị mất mạng. Quan trọng là, thanh thế hỏa cầu phù kinh nhân như thế, rất có thể hấp dân thêm một con thạch vĩ bích tích tới. Người lén lén lút lút ẩn thân ở đây làm gì, mau đi đi, đừng vướng chân vướng tay ta. Ngân xàm mỹ nữ phản nhướng mày liễu, mắng xa xả hỏa cầu phù hàn băng phù tật phong phù ngụy tác chưa kịp nói gì ngân sam mỹ nữ đã lấy ra thêm ba tấm pháp phù mỹ nữ này đích xác giàu có hai bình hồi khí tán và mấy tấm pháp phù ban nãy đã có giá trị hơn bốn viên hạ phẩm linh thạch hiện tại nàng ta lấy ra thêm ba tấm nữa dù xuất hiện thêm một con thạch vĩ bích tích cũng sẽ đối phó dễ dàng bạn đang đọc truyện tại www truyện phun bóp ầm um nhưng tình cảnh khiến ngụy tác hà hốc miệng xuất hiện ngân sam mỹ nữ lại lại ném thẳng hàn băng phù cùng hỏa cầu phù vào con thạch vĩ bích tích đã trọng thương thạch vĩ bích tích bị một giải khí trắng đông cứng thành băng rồi bị một ngọn lửa thiêu đốt đương nhiên ô oh hô oh, ai tai gần như đồng thời một con thạch vĩ bích tích khác xuất hiện phát cuồng lao vào hai người còn một con nữa ngân sam mỹ nữ trực tiếp dán tật phong phủ lên mình toàn thân được cương phong bao phủ lao vút tới tiếp tục phát phong nhận một cách điên cuồng vào còn thạch vĩ bích tích đang lao tới mẹ ơi băng phong nhận của ngân sam mỹ nữ trông có vẻ uy thế đầy đủ nhưng không u hiếp mảy may được thạch vĩ bích tích nó cũng phát giác căn bản cận không áp sát ngân sam mỹ nữ được liền xoay quay nhảy bổ vào ngụy tác thạch vĩ bích tích nhảy loạn xạ để tránh phong nhận của ngân sam mỹ nữ nên ngụy tác không cách này hất ngã nó mà đánh chúng nơi còn thạch vĩ bích tích không hiểu ái thê hay phu quân bị ngân sam mỹ nữ dùng ba đạo pháp phù giết chết một cách thảm vô nhân đạo này phát cuồng đuổi sát ngụy tác đồ nhát chết chạy gì mà cuống lên thế hả, sao không dừng lại giao đấu thạch vĩ bích tích sắp bắt kịp ngụy tắc khiến gã muốn khóc mà không có nước mắt là ngân sa mỹ nữ còn khinh thị gào lên như thế mẹ nó chứ cảm giác không chạy được ngụy tắc nhăn nhó móc ra một tấm ngọc phù thổ hoàng sắc từ ngực áo ra dồn chân nguyên vào hoàng sắc khí lưu chứa thổ tinh khí đích từ ngọc phù tràn ra biến thành một tấm thuẫn nhỏ chừng hai thước màu vàng sậm trước mặt gã chát chát thạch vĩ bích tích liên tục tấn công ngụy tác công kích toàn bộ bị tiểu thuẫn thổ hoàng xác chặn lại soạt cổ con thạch vĩ bích tích đang cuồng bạo đột nhiên xuất hiện ánh máu co rút người lại ha ha ngân sam mỹ nữ phát thêm đạo phong nhận thạch vĩ bích tích giật giật hai cái rồi bất động chuyện gì nữa đây ngụy tác tắt tiếng lắc đầu, lúc thạch vĩ bích tích tấn công gã, ngân sam mỹ nữ khước lại mèo mù với cá rán, phong nhận phát ra chúng ngay cái cổ, điểm mềm yếu nhất của nó. Ngươi còn chưa trả lời ta, ban nãy lén lén lút lút ở đó làm gì? Lẽ nào định cướp hai con thạch vĩ bích tích của ta? Ngân sam mỹ nữ đắc ý nhìn hai con thạch vĩ bích tích, mục quang lại nhìn sang ngụy tác. Cái gì mà ta cướp hai con thạch vĩ bích tích của cô? ta mai phục ở đây hai ngày rồi, nếu không vì cô làm loạn hết lên thì ta sao phải động dụng thổ thuẫn bảo phù. Nhìn ngọc phù thổ hoàng sắc đang mờ hẳn quang hoa trên tay, xuất hiện cả vết nứt, ngụy tác không nén được nữa. Tấm thổ thuẫn bảo phù này chỉ ít cũng giá trị 6 viên hạ phẩm linh thạch là bảo bối gã khó khăn mới có tổng thể chỉ sử dụng được 3 lần mỗi lần hóa thành thổ nguyên pháp thuẫn thì ngay cả thuật pháp do tu sĩ thần hải cảnh ngũ trọng phát xuất ra cũng ngăn được trước đây ngụy tác đắc dùng một lần. Vốn mai phục giết thạch vĩ bích tích xong, rất có thể sẽ mai phục giết nốt con còn lại, không phải tổn thất gì nhưng bị nữ nhân dở người không hiểu từ đâu mọc ra này làm loạn hết lên. Buộc gã phải dùng thêm một lần nữa. Tương đương tổn thất hai viên hạ phẩm linh thạch đúng là phá gia chi tử ta mà có nhiều nhất giai hỏa cầu phù cùng hàn băng phù như thế thì đi mai phục tam giai yêu thú rồi dùng đến ba tấm pháp phù giết một con thạch vĩ bích tích cứ nghĩ đến cảnh mỹ nữ này liên tục sử dụng bốn tấm pháp phù mà gã không đủ tiền mua là ngụy tác lại xót ruột bằng vào ngươi mà đòi giết hai con thạch vĩ bích tích xem ngươi lóng ngóng như thế cơ mà hai con thạch vĩ bích tích này do ta giết đương nhiên là của ta ngân sam mỹ nữ nhìn ngụy tắc dáng vẻ cực kỳ khinh bỉ ta lóng ngóng cô đi giết thạch vĩ bích tích hay là ném linh thạch giải trí thạch vĩ bích tích bị cô biến thành thế này tối đa trị giá hai viên hạ phẩm tinh thạch hai bình hồi khí tán của cô cộng với bốn tấm nhất giai pháp phù đều đáng giá bốn viên hạ phẩm linh thạch ngay cả cổ chỗ yếu nhất của thạch vĩ bích tích còn không biết mà đòi đi giết. Phóng phong nhận như kiểu cô thì phát 100 lần cũng không phá được bối giáp của thạch vĩ bích tích. Ai ngốc đây? Ngụy tác nhìn lại ngân sam mỹ nữ cười lạnh liên hồi. Ngươi! Ngân sam mỹ nữ trắng nhợt mặt mày, cãi ngang, dù thế nào, hai con thạch vĩ bích tích đều do ta giết, không cho ngươi con nào, ngươi muốn cướp thì thử xem xin lỗi cô có thể tránh đi một chút không ngụy tác đột nhiên nói ngân sam mỹ nữ hơi ngẩn người tránh đi một chút hình như ta đau bụng lại ngồi trong hố lâu như vậy không nén được nữa ngụy tác vừa nói vừa cởi dây lưng người ngân sam mỹ nữ hơi hoảng loạn quay đi thoáng sau liền nhận ra không ổn quay lại thì thấy ngụy tác xách hai con thạch vĩ bích tích sắp khuất bóng người đúng là đồ vô sỉ, ngân sam mỹ nữ đã dùng hết tật phong phù, không đuổi được thì giận đến nhợt nhạt mặt mày. Ha ha, Ngụy Tác vừa chạy vừa hôn gió với nàng ta, mỹ nữ, gặp lại thì cùng đi uống trà nhé. Chương 2, ta không sợ đâu nhá. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com 13 viên hạ phẩm linh thạch của ta. Đêm khuya, trong một căn thạch ốc nhỏ ở thành Tây Linh Nhạc Thành vang lên tiếng gào trong căn nhà toanh toàng này, không có bài trí gì đáng kể, trên bức tường gần giường treo mấy bức tranh cung trang mỹ nữ, vẽ cùng một người. Ngực vun đầy, gương mặt xinh đẹp kinh người, chủ yếu nhất là da trắng như tuyết, như mỡ đông. Bút pháp vẽ mấy bức tranh mỹ nữ này cực kỳ cao minh, vẽ thiếu nữ sống động như thật, mục quang lưu động như muốn từ trong tranh đi ra, còn phát ra quang hoa nhàn nhạt chứng tỏ giá trị không thấp chỉ là ở vị trí ngực mấy bức tranh đều ngả màu hơi xám xem ra đã bị bôi bẩn kẻ mặc áo thô màu xanh đang gào thảm thiết như mẹ mất này dáng vẻ không tệ lắm chính là ngụy tác trước đó không lâu vừa cướp hai con thạch vĩ bích tích tại hoàng long sơn hoàng sa hạp cốc gào lên như thế vì hôm nay tại tự do tập thị ở thành đông lúc gã dùng một con chim trắng bình thường vẽ vằn đen lên mình giả làm hắc phong điêu non bán đi thì nhìn thấy một lão già nhà quê y phục không thể quê hơn được nữa dáng vẻ thật thà không thể thật thà hơn nữa đang bán một cái lọ ngọc đen lọ ngọc rực ô quang ô quang chứa cả huyền cơ có nhiều cổ phù huyền ảo nhỏ như con kiến thoạt nhìn rất giống pháp bảo lợi hại mặc cả một hồi, Ngụy Tắc bỏ ra 13 viên hạ phẩm linh thạch mua được trên đường về gã hưng phấn vô vàn. Linh giai pháp bảo cấp thấp nhất thì giá trị khẳng định không chỉ 13 viên hạ phẩm linh thạch. Nhưng gã gặp mưa, về nhà moi ra xem thì cái lọ ngọc đen đã biến thành lọ sứ xám xịt. Bề ngoài cái lọ đã tan đi, hình như được bôi nhựa cây nào đó đồ giả thì chỉ ít cũng phải dùng lọ ngọc thật chứ tùy tiện bôi chút nhựa cây vào lọ sứ thế này có khác gì gạt người quá mức. Dù gì thì vằn đen trên mình con chim trắng mà gã về cũng sử dụng nhựa hắc phượng tiên hoa vốn không thể phai, càng khiến ngụy tác không nhịn được là cái lọ sứ này còn có hai vết nứt, lớp nhựa bên ngoài chảy hết thì lộ hẳn ra phù văn trên cái lọ mà gã không nhận ra không phải đồ giả, nhưng dù món đồ chơi này thật sự là pháp bảo, nét hai vết rồi thì cũng. Ba nãy ngụy tác đã thử, dồn chân khí, đổ nước, đốt lửa. Các gì cũng thử rồi nhưng cái lọ không hề phản ứng. Ngụy tác không phải mỹ nữ phá ra ở Hoàng Sa Hạp Cốc với tán tu cấp thấp như gã, 13 viên hạ phẩm linh thạch là món tiền không nhỏ hai con thạch vĩ bích tích vất vả lắm mới hạ được đó vì trên mình không còn nhiều chỗ lành lặn nên cộng lại mới bán được 8 viên hạ phẩm linh thạch. Mấy năm nay ai cũng tinh danh như quỷ, linh thạch vốn không dễ kiếm, kiếm rồi còn phải để lại cho mình. Ngụy tắc hiện tại tuy mới có tu vi thần hải cảnh lưỡng trọng, nhưng nếu thoải mái hút linh khí trong linh thạch để tu luyện thì một ngày ít nhất cũng mất 6, 7 viên hạ phẩm linh thạch mới đủ có điều gã chỉ dám dùng tối đa mỗi ngày một hai viên mà thôi tu luyện lúc nào cũng trong trạng thái khát linh thạch dù vậy thông thường sau mấy tháng mới tích được viên hạ phẩm linh thạch mười mấy viên hạ phẩm linh thạch này gã không lấy ra tu luyện để lại làm vốn phòng khi cần đến đột xuất nhưng lần này ngụy tác trực tiếp bị lừa mất mười ba viên hạ phẩm linh thạch bảo sao gã không sót ruột mười ba viên hạ phẩm linh thạch của ta Ngụy Tác càng nghĩ càng muốn khóc mà không có nước mắt, thuận tay ném cái lọ đổi bằng 13 viên hạ phẩm linh thạch xuống đất. Vốn cái lọ nét này vỡ nát xong, gã khẳng định sẽ dẫm thêm 17, 18 cú mới từ từ chút được cơn giận chỉ muốn đập đầu vào tường tự tự này. Chuyện gì nữa đây? nhưng ngụy tác sững người là chát một tiếng, cái lọ xem chừng chạm vài là vỡ thành 18 mảnh bị ném xuống đất lại không sao, cơ hồ chỉ thêm một vết nứt nữa, hơn nữa còn lóe lục quang. Mau, mau cho ta uống máu. Quỷ, tiếng ré vang lên trói lói, ngụy tác nhảy vọt lên giường. Lục quang tụ thành một lục bào lão đầu chừng ba tấc, đầu tóc rối bù, mồm chót tai nhọn, chép chép miệng với ngụy tác. Mau, mau lấy máu ra để ta uống thấy Ngụy Tác sợ hãi tưởng chừng xón ra quần, Lục Bào lão đầu lơ lửng trên cái lọ nứt cực kỳ khinh bỉ, thét lên hung hãn. Quỷ cái đầu ngươi, cả quỷ và khí linh còn không phân biệt được mà kêu quỷ quỷ cái gì? Khí, khí linh, khí linh lão đại, hai năm nay tiểu đệ hay đến Liễu Hạ Hạng, lão đại có biết Liễu Hạ Hạng là chỗ nào không? Là lầu xanh, nên tiểu đệ nhiễm chút bệnh, chắc máu không dễ uống ai cần máu ngươi, mau lấy máu hỏa địa long cho ta uống, bất quá trong bộ dạng ngươi thì không có máu hỏa địa long lấy tạm máu hỏa hạt cũng được, lục bào lão đầu bực mình mắng. Khí linh lão đại, không uống máu tiểu đệ hả, ngụy tác kéo cái chăn chùm đầu xuống, có thể hỏi lão đại một câu không? Câu gì? Lão đại có biết phóng pháp thuật không? Tiểu đệ biết chỗ có nhiều hỏa địa long, đưa lão đại đến đó giết rồi uống cho thỏa thích nếu biết thì ta còn dườm lời với ngươi làm gì ta cứ cho ngươi một trận rồi tự đi bắt có hơn không lão đại cũng không thể đoạt xá lắm lời ta chỉ biết giúp chủ nhân khống chế khí linh của dưỡng quỷ quán hiện tại dưỡng quỷ quán hỏng rồi ta còn làm được gì này này ngươi định làm gì lục bào lão đầu đột nhiên ré lên ngụy tác nhảy khỏi giường cởi dây lưng rột 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 gã nhắm vào lục bào lão đầu đang ngẩn người, giải một bãi nước tiểu rồi thong thả buộc thắt lưng lại, người đã không làm được gì mà còn bố tướng thế hả? Máu hỏa địa long gì đó thì không có nhưng nước tiểu thì có. Ta, lục bào lão đầu ngẩn ra hồi lâu mới gào lên với vẻ không dám tin, ngươi lại dám phun nước tiểu vào ta. Ngươi lại dám phun nước tiểu vào ta. Định làm gì? Ngươi cắn được ta chắc. Cắn đi xem nào. Ta, người biết ta lợi hại thế nào không? Người khác thấy ta, kêu khóc cầu xin còn không kịp mà ngươi dám phun nước tiểu vào ta. Vớ vẩn, cả thuật pháp cũng không biết, khống chế cái lọ ngu xuẩn gì đó vỡ rồi, không làm được gì mà còn dọa ta. Ta dễ dọa thế hả, ngươi không ra ngoài nghe ngóng xem, 13 tuổi ta đã dám đi xem lén mỹ nữ tắm rồi đấy nhá, ngụy tác liếc khinh bỉ, xem ra lão đầu này thậm chí không rời được cái lọ nứt này chương 3, quay mặt qua đây nghe chọn bộ tại mê truyện audio com những kẻ kém kiến thức nhất ta từng gặp cũng không kẻ nào kém kiến thức như ngươi lục bảo lão đầu giận cơ hồ phát điên dưỡng quỷ quán không phải pháp bảo lợi hại gì lợi hại là ta ngươi có biết trong mấy vạn năm ta thấy bao nhiêu thứ học được bao nhiêu thứ không từ hai vạn năm trước ta đã là bảo bối bao người tranh đoạt ngươi 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 đợi đã, lục mau lão đầu, ngươi nói cái gì? Mấy vạn năm, không sai, từ chủ nhân đời đầu tiên luyện chế ra ta đến hiện tại đã mấy vạn năm rồi, biết lợi hại chưa? Thật hả? Ngụy tác đếm mấy bức tranh Mỹ nữ treo bên giường, lục mau lão đầu, mau cho ta biết Mỹ nữ mấy vạn năm trước có xinh đẹp như Mỹ nữ này không? Song tu công pháp của các ngươi thế nào? Đồ ngu xuẩn! lục bào lão đầu sau rốt cũng triệt để nổi đoá, ngươi có biết ở tu đạo giới thì quan trọng nhất là gì không? Là kinh nghiệm, ta kinh qua bao đời chủ nhân như vậy, có biết bao nhiêu kinh nghiệm? Ngươi, ngươi, đúng thế, ngụy tác sáng mắt, lục mau lão đầu, tức là ngươi biết rất nhiều công pháp, mau cho ta biết mấy môn, không cần lợi hại quá vì ta chắc không học được. Chỉ cần hơn thiên đạo chân giải của thiên đạo môn một chút là được rồi. Chuyện đó ta không biết công pháp tu luyện nào, lục bào lão đầu ngân người. Ta lại không thể tu luyện những thứ đó, hơn nữa công pháp tu luyện không thể qua bề ngoài mà biết tu luyện theo cách nào, ta sao biết được. Cả công pháp tu luyện cũng không biết, ngươi còn mặt dày nói rằng trong tu đạo giới tối trọng yếu là kinh nghiệm hả? Ta biết rất nhiều phương pháp luyện đơn và luyện chế phù lục, pháp bảo. Lục bào lão đầu suýt phát khóc. Nguồn chuyện, thật hả? Mắt ngụy tác lại sáng rỡ, nên biết luyện đơn và luyện khí thuật là cơ mật của các đại môn phái A, à, toàn linh nhạc thành không có mấy luyện đơn sư, luyện khí sư. Nếu thật sự lục bào lão đầu biết nhiều công thức luyện đơn và luyện khí thì lần này gã phát tài rồi. Tùy tiện cho ta một công thức để ta xem ngươi có thật sự bản lĩnh thế không hả. Bị lão nhà quên lừa mất 13 viên hạ phẩm linh thạch, ngụy tác đã mặt dẹp hết cỡ rồi, lập tức nói với đôi mắt sáng rỡ đợi ta cho ngươi một công thức, ngươi còn không ngoan ngoãn cầu xin ta, ta muốn uống gì chẳng có, lục bào lão đầu nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Cho rằng với trí óc của gã thì những thứ quá phức tạp và thâm ảo chắc không hiểu được, nên đưa ra công thức đơn giản nhất, hồi khí tán, tiểu lộ thảo, tam dạ hoa, hỏa cúc căn, thành phần là 334. Rất dễ luyện chế được. Lục mao lão đầu, thật ra ngươi ở trong cái lọ nứt bao lâu rồi? Gì hả? từ khi chủ nhân đời thứ 56 của dưỡng quỷ quán bị đối thủ đánh nứt thì ta không ra ngoài. Nếu không nhờ người phá vỡ phù văn phong ấn lại không phá vỡ pháp trận cũng cấp linh khí thì hôm nay ta không ra được. Để ta nghĩ xem, ít nhất cũng một hai vạn năm rồi nhỉ. Xin lỗi, nếu ta nhớ không nhầm thì tam dạ hoa đã tuyệt chủng từ ba nghìn năm trước, ngụy tác lạnh tanh nói. Không phải chứ, để ta đổi sang công thức khác, nhất giai hỏa cầu phù, ngân trúc thảo, hỏa vĩ hoa, nghiến nát làm phù chỉ, dùng máu hỏa hạt vẽ phù, phù văn là thế này. Phù văn hả, ta thấy không cần nữa. Ngụy tác lại bắt đầu cởi thắt lương. Người định làm gì, lục bào lão đầu cả kinh thất sắc, lẽ nào mấy thứ đó cũng tuyệt chủng rồi. Lục mau lão đầu đáng chết, người muốn gạt lấy máu hỏa hạt để uống hả? Uống xong sẽ khôi phục nguyên khí hả? sẽ đối phó được ta hả? Người đúng là ngu xuẩn, muốn gạt cũng phải bịa đặt cho nó giống chứ. Người định nói cái gì? Tuy ngân trúc thảo hơi hiếm có nhưng công thức này tuyệt đối không có vấn đề gì, khi xưa chủ nhân ta luyện chế phù lục này đã phát hiện máu hỏa hạt có thể dùng được với ta. Giả đò, lại còn giả đò hả, ngụy tác cười lạnh nhìn lục bào lão đầu, phiền ngươi quay mặt lại. Lục bào lão đầu hoang mang, quay mặt lại ừ ban nãy mới tưới chút nước tiểu ngươi trông đã qua tệ rồi nhìn mặt ngươi ta không tưới được nữa nếu có thể treo cổ lục bào lão đầu đã treo lâu rồi thật ra là ngươi có ý gì dù muốn tưới tiếp cũng phải để ta hiểu vì sao bị tưới chứ được để ta cho ngươi biết vì sao bị tưới ngụy tác nhìn lão như nhìn người dở hơi xô cửa sổ ra Bên ngoài đã tạnh mưa, không khí mát lành, trên bãi đất có mấy con mèo hoang chạy qua, và vô số cỏ dại trắng bạc đang lắc lư trong gió. Người bảo là ngân trúc thảo rất ít hả? Ngụy tác nghiêm mặt nhìn lục bào lão đầu, lục mau lão quỷ, kỹ thuật diễn xuất của ngươi cũng khá, tên nhà quê hôm nay gạt ta chắc học tự ngươi hả? Không phải chứ, lục bào lão đầu há hốc mồm, có thể nhét nguyên trái trứng gà vào mớ cỏ trắng bạc đang vươn lên đó, cọng nào cũng không khác gì cái dùi, không phải ngân trúc thảo là gì? lão quỷ trong ba loại ngươi nói đến trừ hỏa hạt còn hơi khó kiếm thì hai thứ kia đầy đường. nếu ba thứ đồ chơi này mà luyện được hỏa phù ta mua trứng ung về chắc cũng ấp được gà mái nhỉ? nhanh lên, quay mặt lại đây. ta hiểu rồi. oa, ha, ha 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 ha. lục bào lão đầu ngẩn ra một chốc, đột nhiên cười to như phát cuồng lẽ nào bị ra đái vào đầu nên si ngốc rồi ngụy tác hơi kinh ngạc muốn không lợi hại cũng không được lục bảo lão đầu ưỡn ngực ta hiểu rồi tam dạ hoa tuyệt chủng từ ba nghìn năm trước ngân trúc hoa này một vạn năm trước rất ít nhưng giờ rất nhiều vì thời gian quá lâu tất cả đều thay đổi hiện tại thiết tiến thảo còn không lưu ly quả còn không nhiều hay ít hỏa địa long cũng chưa tuyệt chủng chứ nhiều không nhiều, nhiều lắm, Ngụy Tác trợn tròng trắng lên. Người vẫn chưa hiểu, công pháp của tu đạo giới mấy vạn năm trước so với công pháp hiện tại có giống nhau không? Khác rồi, Lục Bảo lão đầu không phát cuồng mà nói nhanh, Thương Hải Tăng Điền, Thế Sự Biến Thiên, công pháp và cách luyện đơn của tu đạo giới trong mấy vạn năm đã thay đổi nhiều. Tu sĩ mấy vạn năm trước toàn dựa vào thiên địa linh mạch để tu luyện, tu sĩ sau này phần lớn dựa vào linh dược, yêu đơn để tu luyện. Công thức này ta lấy được từ một tiểu môn phái lúc đó, vốn không có tác dụng gì vì ngân trúc hoa và hỏa vĩ hoa rất hiếm. Nhưng hiện tại, hai thứ này chỗ nào cũng có. Lục Mao lão đầu, giờ mà ngươi còn đóng kịch hả? Ý ngươi công thức này là thật? Đương nhiên là thật, tức là pháp bảo cấp thấp nhất như ta vốn vô dụng nhưng nhờ cơ duyên xảo hợp mà đến lúc huy hoàng nhất rồi, ta nhất định sẽ lưu danh sử xanh, là truyền kỳ của tu đạo giới. Á, à, người Lục Bảo lão đầu đưa hai tay lên trời, cực kỳ kích động, cực kỳ hào hùng. Nhưng chứ nói xong thì một bãi nước giải lại giải xuống đầu, thật không chịu nổi nữa. Ngụy Tác lắc đầu, buộc thắt lưng lại. Đại ca, làm cách nào đại ca mới tin đây? Lục Bảo lão đầu triệt đề tắt tiếng. Công thức của ta là thật, không tin cứ thử xem. Nếu ta nói sai thì đại ca ném ta xuống hố phân, bỏ đó một vạn năm. Chương 4, thu mua hỏa hạt nghe chọn bộ tại mechuyenaudio.com. nhìn xem đi tuyệt đối là ngũ độc phù của chính tông ngũ độc môn thần hải cảnh nhất trọng là sử dụng được nhanh gọn đơn giản là hàng tốt để mang theo lúc ra ngoài sát nhân diệt khẩu hồi khí đơn hảo hạng chỉ còn hại hai viên sau cùng bán với giá thấp đi qua không nên bỏ lỡ thu mua các loại mảnh vỡ pháp bảo giá hợp lý không lừa gạt ai bán đại hoang địa đồ, đường tắt đến giã kê sơn, đảm bảo an toàn trăm phần trăm. Thu mua thanh thạch ngư cốt, thu mua thanh thạch ngư cốt đây, một tay giao hàng một tay nhận tinh thạch. Nén lòng bán chân quyết tâm pháp luyện khí gia truyền, mua nhanh mua nhanh. Tổ đội đến quỷ chủng giết thạch thi thú, thần hải cảnh tam trọng trở xuống đừng làm phiền. Trên bãi đất trống ngoài đông môn linh nhạc thành, ai nấy đều khản giọng kêu gáo thanh thạch ngư cốt có tác dụng giấm chó gì mà có tên ngu xuẩn mua nhỉ? Một đại hán cầm hai lưỡi phủ, đôi hàng lồng mày rậm dĩ nói với vẻ khinh bỉ. Thế chưa coi là ngu xuẩn, nghe nói gần đây có người tìm được công thức chế phủ khả dĩ dùng thanh thạch ngư cốt luyện chế thủy tiễn phù, tuy uy lực thủy tiễn phù này cực tệ không đáng là nhất giai pháp phù tối đa chỉ là bán giai pháp phù bất quá cũng có chỗ dùng được một gã gầy mặt mày lấm lét nói ngu xuẩn nhất là lần trước tiểu đệ thấy có kẻ mua hỏa hạt hầu tử đùa cái gì hả có người mua hỏa hạt mua thi thể hỏa hạt cần thi thể hỏa hạt tươi còn có mùi hoặc ướp rồi thì không cần đại hán mày rậm chưa nói thì đã có người kêu lên không phải chứ đi hán ngẩn người thật sự có kẻ ngốc như thế lục mao lão đầu, ngươi xác định là không lừa ta. Tịch dương ngả bóng, trong tiểu thạch ốc, ngụy tác cắt ruột nhìn sau thi thể hỏa hạt, nếu ngươi lừa ta, ta tuyệt đối sẽ ném ngươi xuống hố phân. Kẻ bị người ở tàu thượng tiểu tập thị tại đông môn linh nhạc thành bị là ngu xuẩn siêu cấp vô địch đương nhiên là gã. Người ta coi gã là ngu xuẩn siêu cấp vô địch là có nguyên nhân hỏa hạt chỉ là nhất gia yêu thú cấp thấp trừ cái vòi có thể dùng để luyện chế gì đó thì còn lại vô dụng hỏa hạt xuất hiện giải rác muốn bắt với số lượng nhất định thì khá phiền nên về cơ bản không ai chuyên môn đi bắt hỏa hạt sát lai mại tối đa là khi đi bắt yêu thú hoặc tìm thứ khác thấy hỏa hạt liền thuận tiện giết món đồ chơi hỏa hạt bình thường làm gì có ai cần thị trường chưa hẳn lúc nào cũng có giá đâm ra không rẻ lắm cũng như lầu xanh liễu hạ hạng trong thành thư thư xinh đẹp ở đó không thiếu bất quá người béo thân cao ba thước eo cũng ba thước lại không có nếu khẩu vị của ai đó đặc biệt muốn tìm người béo như thế thì người ta sẽ đặc biệt tìm cho nhưng giá không kém gì cô nương hồng bài như hôm nay ngụy tác bỏ ra một viên hạ phẩm linh thạch mới mua được sáu con hỏa hạt một viên hạ phẩm linh thạch đối với người khác không là gì nhưng với ngụy tắc mặt dẹp hết cỡ rồi thì lại là một món không nhỏ. Bỏ ra một viên này, trong túi gã chỉ còn lại một viên hạ phẩm linh thạch cuối cùng. Yên tâm đi, cứ tin ta, không sai được. Có thể cho ta một ngụm máu hỏa hạt uống tạm không? hơn một vạn năm không uống máu hỏa hạt, mệt mỏi chết được, lục bào lão đầu nhìn sáu con hỏa hạt chất đống, mắt sáng như sao, nuốt nước bọt ừng ực. Nằm mơ, nói mau, làm thế nào hả, được thì ta cho ngươi uống một chút. Nếu không được thì ngươi xuống hố phân mà uống. Lục bào lão đầu bó tay với gã, đành nói. Được rồi, mang một con hỏa hạt qua đây, cắt theo đường chỉ đen trên lưng, cẩn thận đừng cắt quá sâu. À, Ngụy Tắc mang một con hỏa hạt lên bàn đá, hỏa hạt trông không lớn nhưng sẫm lại không khác gì viên đá. Dọc giường về Ngụy Tắc sót tinh thạch nên không nhìn kỹ nó thế nào. Hiện tại nhìn kỹ mới phát hiện hỏa hạt trừ hình thể lớn hơn bọ cạp thông thường thì cũng nhiều chỗ khác nhau. Toàn thân đỏ rực như sò huyết, cái vòi dài ngang thân thể trông như ngọn cương tiên nhỏ, ở chót đuôi là mũi cương chân đỏ rực còn phát ra nhiệt khí đúng như lục bào lão đầu nói hỏa hạt đầu bị đánh lủng này trên khối hồng sắc giáp xác lớn nhất ở lưng có một sợi đen hiện rõ mẹ ơi cứng thế hả ngụy tác cầm một con dao thái rau tiếp đó cùng dao mổ lợn chật vật băm chặt hồi lâu mới cắt được theo đường chỉ đen trên khối hồng sắc giáp xác đó lục bào lão đầu trợn trong trắng, ít nhiều gì lão cùng qua hơn 50 đời chủ nhân nhưng chưa thấy con lợn ngu xuẩn nào mất nửa ngày mới cắt được vỏ hỏa hạt cả. Bất quá hiện tại lão không dám nhiều lời, vạn nhất chọc giận con lợn này thì không biết chừng gã sẽ ném lão xuống hố phân thật. Lúc đó không cẩn thận sẽ thành khí linh đầu tiên chết đuối dưới hố phân cũng nên. Có thấy bên dưới có một cái xương đỏ không? Cẩn thận lấy ra, đừng làm gãy không cần máu sao? Cái xương này có tác dụng gì? Máu hỏa hạt vô dụng, tủy huyết trong cái xương đó mới hữu dụng, mau cho vào hồ lô, khô mất là hỏng bét. Hảo, lục mau lão đầu, tiếp theo nên làm gì? Nghiền ngân trúc thảo và hỏa vĩ hoa thành dịch tỷ lệ 1317, đun một tuần hương rồi đặt vào khuôn phù đã nung đỏ để làm phù chỉ. Ngụy Tác nghiền ngân trúc thảo và hỏa vĩ hoa thành dịch rồi theo lời Lục Bào lão đầu nói dùng lọ chia ra theo tỷ lệ ba bảy hòa vào nhau. Hà, khó ngửi quá. Lục Mao lão đầu, ngươi cố ý gạt ta hà? Hai loại dịch này vốn có màu bạc và đỏ rực, không có mùi vị gì, nhưng đun một tuần hương trên lò lửa, chất dịch sôi lên thành bong bóng thì biến thành chất đặc sệt đỏ tươi, phát ra mùi cá muối thối sộc vào mũi. Mùi này là đúng rồi, có thể lấy ra làm phù chỉ. Thành phù chỉ rồi thì mùi này sẽ mất đi, Lục Bào lão đầu gật đầu xác định. Ngụy Tác nửa tin nửa ngờ lấy một cái khuôn phù màu đen mỗi chiều trên dưới đều hình vuông ra, cái khuôn này gã vô tình lấy được, chỉ là vật tầm thường, gã lại không biết luyện phù. Nên vẫn để dưới gầm dưới, hiện giờ lại dùng đến. Chân tay lóng ngóng, Tiêu chuẩn phá ra chi tử thấy ngụy tắc đổ vào khuôn phù đến tràn cả dịch ra ngoài, lão đầu xót ruột nhưng nghĩ ra hiện giờ hai thứ đó mọc đầy đường thì lão lại tắt tiếng. Chương Nam, Mèo Mù với Cá Rán Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Khuôn phù ép xuống, lão nung thêm trên lửa một chốc, một tấm phù chỉ đỏ rực hình chữ nhật sắp ra lò. Ẩm, tiểu ốc đột nhiên rực hỏa quang lục mao lão đầu chết tiệt ngươi nói xem nào vì sao món đồ chơi này sao lại đột nhiên nổ tung ngụy tắc đèn xì mặt mũi đầu tóc cháy khét gầm lên lẽ nào trước đây ngươi chưa chế phù lục bào lão đầu ngây ngươi chưa từng thế nào hả chưa chế mà dám trực tiếp làm thế hả lục bào lão đầu chết sững thấy dáng vẻ tự tin của ngươi ta còn tưởng ngươi là cao thủ chế phù ai ngờ ngươi là tay mơ chưa từng chế phù không biết cái gì hết hình vẽ trên phù lục đều ngầm hợp với thiên địa nguyên khí mỗi đạo đồ phù đều là pháp trận nhỏ chỉ cần phù chỉ xuất hiện một chút sai sót phù văn thô một chút là sẽ không thành phù lẽ nào ngươi tưởng chỉ cần vẽ gần như thế là sẽ luyện thành một đạo phù lục ngươi tưởng luyện phù luyện khí dễ thế hả công thức của ngươi không phải bịa ra chứ lục bảo lão đầu cười ha hả chế nhạo ngụy tắc ngụy tắc lần này không hề giận mà tỏ ra nghiêm túc Hỏa vĩ hoa có chữ hỏa chỉ vì loại hoa này có vẻ ngoài rất giống một cái đuôi trỏ đỏ rực, còn hỏa hạt tuy trên vòi có hỏa sát chi khí nhưng lợi hại đến đâu cũng không thể phát ra ngọn lửa vừa rồi. Thừa lời, ta nói lung tung thì ngươi tìm ba loại vốn không có hỏa sát chi khí trộn lại xem có nổ thành lửa cho ta xem không nào. Ta đã bảo ngươi là công thức trăm phần trăm thứ thiệt mà ngươi lại không tin. Mẹ